chia đôi hay còn là khác gì, 90 độ, cót đối xiên bù, phụ chéo khắc bi, tan cô tan khắc bi, chia 2, xiên gì, xiên gì, trời ơi, bi chia 2 mà 180 gì chị hai, bi là 180, bây giờ chia 2 là 90 đó chị hai. Thánh nhân người đi học để làm gì không biết. Khác bi chia 2, khác bi chia 2, đọc lại từ đầu nè. Cót đối, xiên bù, phụ chéo, khác bi tan cô tan, khác bi chia 2, xiên chéo. Biết xiên chéo không? Không. Xiên thành có. Còn lại đối chéo. Biết từ đối không? Đối là thêm dấu trừ. Vậy là xiên thành có. Có thành gì? Đối chéo đi. Đối trước thêm dấu trừ, chéo đi. Xiên tan. Đối chéo. Tan gì? Trừ cô tan. Trừ cô tan. Tiếp. Cô tan. Nó làm cái gì, nó bắt đầu vô thực tế luôn. Cos của gì? Cos của bi chia 2 cộng x. Khác gì? Khác bi chia 2. Xiên chéo còn lại đối chéo. Vậy thằng này cos là đối trừ chéo đi. Xiên của bỏ bi chia 2 cộng đi. X. Kẹp không? Tiếp. Xiên của bi chia 2 cộng x đi. Khác bi chia 2 xiên chéo đi. Xiên chéo đi. Xiên chéo, xiên chéo lẹ lên. Trừ xiên chéo. Trừ xiên chéo. Trừ có. Xiên chéo. Có. Tiếp tan. Bi chia 2 cộng x. Cót đối xiên bù, phụ chéo, khắc bi tan, cô tan, khắc bi chia 2. Xiên chéo còn lại đối chéo. Trừ cô tan yết. Tương tự cô tan bi chi 2 cộng yết. Đối chéo đi. Trừ. Cô tan trừ. Đối chéo. Cô tan đối chéo. Trừ tan nhớ đọc lên.